Rồi hôm nay là anh Tư lại tiếp tục đi đơn cho anh em gần xa nữa nha các bạn, cũng các loại thuốc mà thường sử dụng thôi. Đây. Rồi đau lòng quá đi các bạn ơi, mưa lớn nó tạt vô nè, để trong cái mái che mà mưa lớn nó tạt vô nó xói mòn lên hết là gì thôi rồi rồi, nhưng mà không sao nè các bạn. Nó lên cò giá rồi nè, mới có 24 tiếng đồng hồ nha bà mà nó đã lên cò giá rồi nè. Để coi coi tình hình nó làm sao chứ anh Tư thấy nhìn thấy là bất ổn rồi đó. Độ ẩm quá cao rồi. Độ ẩm quá cao mà nó không có độ ấm mà nó bị xối mưa nữa là thôi rồi rồi. Mưa lớn quá lớn là giấu trong mái che rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà tình hình này thì nó cũng có số lên cò giá nè. Nè. À, vậy là cũng mới được 24 tiếng đồng hồ đó các bạn. À, thôi ngắm cái kết thôi chứ tình hình này thấy bất ổn rồi đó. Trời mưa cả ngày nay nha các bạn. Bây giờ anh Tư sẽ làm rảnh rỗi nè, Tư sẽ làm thực nghiệm xem cái giá thể nào nó tốt hơn cái giá thể nào nha các bạn. Đây là phân rơm mục nha các bạn, chưa xả. Cái này là chưa kịp xả nha, mình vô chậu xong rồi mình xả nha các bạn. Chưa kịp xả tại trời mưa mà. Rồi theo truyền thống của nói chung là làng hoa Sa Đéc của mình, cái giá thể cái bằng là truyền thống và được sử dụng hầu như là 100% ở tại làng hoa Sa Đéc này nha bạn. Đó là nè, phân rơm này ha, trộn với lại trấu tươi nè ha, phân rơm trộn trấu tươi. Còn trộn theo tỷ lệ nào thì tùy nhà vườn nha các bạn, tỷ lệ nào thì tùy nhà vườn trộn nha. À, ví dụ như đây nè, cái này là mình thực thí nghiệm nhỏ thôi, chứ còn khi mà lớn á thì mình đoàn bao nha các bạn. Đây là một 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 cái xúc nè, rồi sau đó là tới chấu nè, chấu là mình cái này nhìn thôi chứ còn thực sự thì chọn nè. Đó. Rồi bỏ vô chậu nè, này các bạn thấy chấu nó cũng có ít ít nè ha. Rồi cái này phải đem ra ngoài xả nha các bạn, phải đem ra ngoài ngoài mưa xả, không xả là bị phèn tiêu luôn á. Ở nơi các bạn trồng tùy mỗi địa phương thì anh Tư không biết nha, nhưng mà ở đây là bà con của mình đó, là vô một lần một thôi. Còn cái này là chậu chính anh Tư trồng một cây nha các bạn, này là thí nghiệm mà thực nghiệm á. Chậu chính trồng một cây thì có thể bán công trình cũng được, và có thể nhổ ra để bán dạng bông đất cũng được nha. Chậu chính nè, chậu chính nha, chỗ liên ngang luôn đó. Rồi ok, một loại giá thể phân rơm và chấu không. Đây thấy đây có thêm sơ dừa nữa là nha, phân rơm nha, phân rơm trấu và sơ dừa. Rồi bỏ vô luôn, có thêm ít sơ dừa nữa. Tại giá thể cái này nó giá thành nó cao quá các bạn ơi, mình phải trộn nhiều thứ vô, nhưng mà để thử coi nó cái kết nó như thế nào. Anh Tư chưa làm bao giờ nữa, bây giờ mình thực nghiệm thử cái nó như thế nào thôi. Còn nơi các bạn thì các bạn không biết, là anh Tư không biết là các bạn sử dụng giá thể gì. Rồi có sơ dừa nè, các bạn thấy có mụn dừa ha, mụn dừa. Rồi thấy nó cũng không có khác biệt gì không các bạn. Đây là có sơ dừa, ít sơ dừa nè. Đây thì có phân và trấu, phân và trấu. Còn cái này là trấu, phân rơm và sơ dừa, có ít sơ dừa. Rồi được hai chậu giá thể. Đây tới là giá thể tro nha các bạn, tro ha, tro rồi trấu. Bây giờ mình lấy tro với trấu mình trồng. Cái loại tro này là tro đốt lò sấy hay là loại tro đốt nha các bạn, chứ không phải là tro đốt khu công nghiệp nha. Kho nè các bạn thấy nó còn tơi nè, thấy không? Còn khu công nghiệp á, tro khu công nghiệp là rất là mịn nha các bạn. Và đặc biệt cái loại đó thì không có thể trồng cây được. Nè các bạn thấy đốt không? Tro lò sấy luôn nè, nó còn cái mặt trấu nè nha. Đó. Nè, tự nhiên nè các bạn thấy nó to nè, thấy không? Nó to nè. Rồi cho và chấu. Theo là chúng ta sẽ đi một cái chậu cho và chấu không nha các bạn. Mình tại năm nay anh Tư mới có làm nhãn thọ năm đầu tiên à, mà cũng học hỏi bạn bè xung quanh
rồi tìm hiểu ở trên mạng, mình thực nghiệm ha, thực nghiệm thử coi nó như thế nào. Vì cái nguồn phân rơm của mình ở đây nó quá dồi dào mà, mình trồng phân rơm thì tất nhiên là nó phải im hơn là cái này rồi, nhưng mà mình thực nghiệm đi. Nhiều bạn không có phân rơm thì có tro có trấu không thì sao đây, thì anh Tư sẽ thực nghiệm hết toàn bộ nha. Nè các bạn thấy trộn không, trộn tỷ lệ tro và trấu khi mà các bạn thấy như vậy nè. Đó, trấu là để giữ cho độ xốp nha các bạn, để cho nó cho trấu, tại vì phải cho nó đầy, nó còn hụt xuống nữa. Khi mà mình ra ngoài dòng mãi, mình ra ngoài trời mình xả thì nó sẽ hụt xuống nữa nha. Để cho mà phải nó hụt xuống tới cái mức cái lằn đỏ này là vừa nè, tới cái mức lằn này là vừa nè. Rồi mình cho nó đầy thôi. Còn cái này á là nó không có hao hụt nhiều nha các bạn, nên mình để thấp ha. Đây, còn cái tro này nó hao hụt dữ lắm, nó nén xuống á, nén xuống hao hụt nhiều. Rồi được ba loại giá thể nha, được bên Tư mua dự trữ trước không nha các bạn, tại mua lúc mà thấp điểm, giá thấp điểm đó mình mua dự trữ trước ha. Bạn thấy một bao hết rồi nè ha, nhưng không sao, mấy cái đồ này càng để lâu càng tốt các bạn ơi, chứ còn mình mua đúng thời điểm giá cao đó là mình mắc lắm, mà phải mua dự trữ trước, có kho mình trữ trước là tốt nhất. Rồi sơ dừa nha, giờ làm tiếp giá thể là cho sơ dừa và trấu nha. Cái này là chưa có xả nha các bạn, đợi ra ngoài mình vào chậu xong rồi mình đem ra ngoài mình xả nha. Chúng ta tập hợp được ba loại rồi đây, sơ dừa nè, trấu nè và tro nè. Rồi chúng ta trộn lại thôi. Cái này là anh Tư thực nghiệm nhỏ, với quy mô nhỏ nha các bạn, còn quy mô lớn thì các bạn cứ đổ ra 10 bao này mấy bao kia vậy đó. 10 bao này ví dụ như tỷ lệ 10 bao này mấy bao kia, cái đó là tùy thuộc vào các bạn nha, địa phương các bạn nha. Rồi chúng ta đổ một đống thiệt to vậy đó, chúng ta xả nước, hoặc là chúng ta có thể vào trong chậu xong rồi chúng ta đem ra ngoài chúng ta xả từng chậu, ta tưới xả nó cũng được. Các bạn xả đống to cũng được, mà xả vô chậu xong rồi các bạn xả cũng chả sao ha. Ngày vàng thọ thì nó nhạy cảm lắm các bạn, nhạy cảm với độ mặn, độ chua, độ chát của các loại giá thể, rất là nhạy cảm. Rồi, còn nói chung là mỗi nhà vườn có cái kỹ thuật riêng các bạn ơi, các bạn nào có cái hay hơn á thì cứ chia sẻ bình luận, để dưới bình luận nha. Còn đây là lần đầu tiên anh Tư trồng, mình thí nghiệm thử, mà đây là gọi là thực nghiệm thử, lần đầu tiên anh Tư trồng. Cái này nó cũng xốp dữ các bạn ơi, thấy xốp ha, xốp, lắc lắc nó xuống là cho nó đầy hơn chút. Anh Tư mới gieo ngày hôm qua, nó chuẩn bị chắc hầu chút xíu nữa đi ra tưới. Đây là giá thể cho sơ dừa và trấu nha các bạn, kết như thế nào. Còn phân thuốc thì đúng cái quy trình của phân thuốc nha, còn giá thể thì nó mình thực nghiệm mà, còn đúng quy trình phân thuốc thì nó là quy trình khác rồi. Cái loại này nó hơi xốp cho nên mình vô nó đầy một chút nha các bạn. Rồi giờ chúng ta có bốn loại giá thể nha các bạn, khác nhau, để mình thực nghiệm thử vấn đề trồng vạn thọ. Rồi tùy địa phương, tùy khu vực các bạn, mà sau khi có cái kết rồi, anh Tư cũng chả biết cái kết như thế nào, thì sau khi anh Tư có cái kết rồi thì các bạn xem rồi các bạn sẽ chọn cho mình phù hợp với lại địa phương mình nhé. Cái này số 1 là tro trấu, tro và trấu tươi nha. Rồi số 2 là phân rơm và trấu. Số 3 là trấu, phân rơm và sơ dừa. Rồi thứ tư là sơ dừa, tro và trấu. Rồi tại sao phải trộn nhiều như vậy? Mục đích là để cho nó xốp, giữ ẩm tốt và giảm giá thành, giảm chi phí giá thành. Rồi chúng ta đem bốn chậu này ra ngoài để xả thôi các bạn ơi. Rồi chúng ta chế nước vô xả cho thử cho bốn cái loại này nha các bạn. Cái này còn xả tới
5-7 ngày nữa, cứ ngày mình xả lần, ngày mình xả lần. Lần số 1 này nó thấm nhanh lắm các bạn, chưa thấy nó cái nước nó thoát ra, chưa có thấy màu gì đâu. Nó mới có lướt qua một đợt thôi. Nước thứ hai, nước thứ ba các bạn sẽ thấy nó ra nước, nó màu nâu, phần rơm nó ra nước nâu. Rồi, đây là lần xả nước lần thứ nhất ha. Rồi cứ ngày mai mình cứ ra xả lại tiếp. Này xả vào tầm khoảng 5-10 ngày gì đó.